Chào mọi người trở lại kênh nhé. Cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em nông dân cày giai đoạn đầu nó hiệu quả nhé. Đầu tiên thì anh em cứ cắn đầy đủ cô gia chung đi. Sau anh em mở qua cái chương thứ tư ấy thì mình sẽ mở cái giao diện chat này nhá. Sau anh em làm luôn cái danh hiệu đồng tâm hiệp lực nhá. Đây, tích lũy tặng bạn bè 1888 lần nhá. Đây mình chuẩn bị mình làm nhá. Đây mình đã xong cái danh hiệu nha anh em. Cái danh hiệu này sớm muộn thì anh em cũng phải làm thôi, mình cứ làm trước cho gọn nhá. Giờ mình sẽ đi kịch cái map này luôn nhá. Đây như anh em thấy mình đang chơi cái tem quần nhá. Mình sẽ nói vào mấy cái vấn đề quan trọng trước nhá. Anh em đầu tiên là về cái lạp quà lần đầu nhá. Anh em mà không có điều kiện thì cũng cố gắng lạp lấy 10.000 lấy cái quà lần đầu cho mình nhá. Là anh em sẽ được chọn một con tướng 500 nhá. Cái game này nó không có tư chất nên mình sẽ nói thẳng cái giá của nó cho dễ nhá. Cái con này là nó bán trong cái shop tướng là 500 hồn hoặc là 500 kim bảo nhá. Mình sẽ gọi luôn là tướng 500 nhá. Theo cái ý kiến của mình, ngày đầu tiên anh em nên quay 2 lần x10 nhá. Quay 2 lần x10 mới làm hết nhiệm vụ là anh em sẽ xong cái mốc dương 500 là mốc nó tướng chọn ngẫu nhiên cam nhá. Và cái giờ vàng chiêu mộ huyền tài ấy, thì anh em sẽ có thêm hai cái dương ngẫu nhiên tướng cam nhá. Là cái mốc chiêu mộ 20 lần và chiêu mộ 40 lần nhá. Còn mốc tiếp theo là 70 lần, mốc này chắc là tầm 1-2 ngày nữa là đủ này. Mốc này là mình sẽ được 80 mảnh chọn tướng 380 nhá. Và anh em có thêm cái combo nhá. Đây cái tích tiêu này chỉ có 1 ngày nhá. Anh em quay 2 lần x10 là kiểu gì cũng thừa cái mốc 7500 này nhá. Xong cái mốc 7500 thì anh em sẽ có thêm 10 cục thể lực đan này. Và thêm 80 mảnh tướng 380 nữa nhá. Và khi anh em đi xong 8 cái map thì anh em sẽ có thêm 2 con tướng 380 mặc định nhá. Như tem quần mình là nó cho cái con hoa đà và cái con văn sú, con ở dưới là anh em, con cầm dìu này. Đây, con văn sú rồi nhá. Server mới này mình nghĩ là anh em chắc cũng xác định được tem chơi rồi nhá. Anh em mà xác định được tem chơi thì anh em đi map ra con nào nó cho thì mình chọn luôn cái con đấy thôi. Còn anh em nào mà chưa xác định được cái tem chơi ấy, thì anh em quay 2 lần x10 nhá. Anh em mở hết tướng ngẫu nhiên nhá, anh em quay 2 lần x10. Xem được nước nào mà được nhiều tướng thì anh em chơi luôn cái nước đấy cũng được. Đây như ác này của mình quay x10 được cái con giả hú nhá. Xong rồi mình vào map mình chọn luôn cái con hoa đà với cái con văn sú này. Và cái quà lạp lần đầu ấy là mình chọn luôn cái con điêu tuyền nhá. Và mình công nhận ác này mình quay cũng hên nhá. Mình quay một lần ý, mình ra luôn cái con hoa đà này. À mình lên cộng 4 nữa này. Và ở cái tích tiêu 7500 ấy, mình được thêm 80 mảnh tướng 380 thì mình chọn luôn cái con búp máu là con tả từ nhá. Đây thế là mình cũng gần hoàn thiện tem nhá. Giờ mình chỉ đợi cái con vu cát về mình thay với cái này là mình chơi đến mấy tháng luôn nhá. Chơi đến khi có tướng đỏ ấy thôi nhá. Đầu game ấy anh em nông dân thì lên chơi hai con búp máu và con búp lộ nhá. Và một con tướng 500 này và một con tướng 750 nhá. Trừ cái nước thục ra, nước thục thì cái con búp lộ ấy, con má tắc anh em. Còn đấy duyên nó rất là lủng củng nên anh em thục đầu game chắc là sẽ không chơi con búp lộ đấy nhá. Mà anh em sẽ thay vào cái con chủ tướng nhá.
Cái con chủ tướng thì anh em có thể đổi trong cái shop bang nhé. Đây quần của mình là đồng trác nhá, nhưng mà mình chắc là mình sẽ không chơi con đồng trác nhá. Mình sẽ chơi hai cái con tướng 500 nhá. Tướng 500 nó mua ở shop tướng này và cái shop danh vọng anh em ạ. Tướng shop danh vọng kiếm rất là đơn giản nha anh em. 1.500 điểm là mình đã có 5 ảnh nhá. 15.000 là mình được 50 mảnh nhá, rất là nhanh luôn nhá. Mình không chơi con đồng trác này lên nguyên liệu mình sẽ dồn hết vào cái đá tinh luyện này nha anh em. Có bao nhiêu điểm mình mua hết cái đá tinh luyện này. Đá tinh luyện thì sau khi anh em mở lên 65 mà có cái binh pháp dồn cũng khá là mạnh nha anh em. Đây như anh em thấy này. Mình cái con Vu Cát đâu nhỉ? Đây mình mua được 40 mảnh con Vu Cát này. Mình chơi con Vu Cát này nhá. Còn cái mảnh Lam Hoa mấy con lưu trực này cũng là tướng 750 nha anh em. Mình cũng mua mảnh hai con này để mình kích duyên nhá. Đây mình được 40 mảnh con Vu Cát rồi, nếu mà ngày mai hên là mình sẽ có con Vu Cát nhá. Còn về cái shop thì anh em nên mua mắc thể lực này. Và đầu game thì mình theo mình thì anh em mua mắc cả cái tinh lực này khi anh em lên level 45 hoặc là level 65 nhá. Tinh lực này thì khi anh em lên level 45 thì nó sẽ mở cái shop best. Shop best thì anh em sẽ có cái sử dụng cái tinh lực này nhá. Đợi mình tí ấy. Mình quên không tắt cái Facebook. Còn chốt tướng thì nó ra cái đan tăng sao hay là đan tăng bậc thì anh em cứ mua nhá. Còn mảnh tướng thì anh em nên mua bằng cái hồn nhá, không nên mua bằng kim bảo nhá. Mình nhớ không nhầm là ngày thứ tư là nó có cái shop bí bảo nhá, shop bí bảo nó bán tướng rất là rẻ nha anh em. Đây mình reset max 40 lần này. Mình mua mảnh mấy con mảnh tướng mình cần nhá. Còn shop danh vọng ấy thì anh em nên mua cái đan tăng bậc nhá. Cái game này đan tăng bậc cũng rất là thiếu nha anh em. Đan tăng bậc ngày nào cũng mua nhá. Còn cái shop bot này thì anh em cứ tích đủ 32k anh em đổi shop cái thời trang này. Còn cái shop trang bị thì anh em đổi mắc cái đá tinh luyện hàng ngày cho mình nhá. Đây còn cái shop bang ấy. Theo mình anh em nông dân ấy, cố gắng nếu mà anh em mà chơi con chủ tướng cố gắng chịu thoạt một tiếng được. Anh em cứ mua dồn mắc cái đá tinh luyện này cho mình nhá. Anh em muốn biết lý do vì sao mà lên mua mắc cái đá tinh luyện thì anh em có thể lên cái kênh YouTube mình xem mấy cái video mình dồn nha. Khi lên 65 anh em có cái binh pháp dồn là nó cần cái đá tinh điện này lên nhá. Tinh luyện trang bị thì cái vũ khí mấy cái áo là vũ khí là tăng chính xác nhá, áo là tăng lé nhá. Còn cái shop bí bảo này là vé anh em đua thú nhá. Vé đua thú này thì anh em lên mua. Đây anh em ở chắc là đầu game anh em thiếu vé ấy. Anh em cứ mua cho mình cái đá tinh luyện này nhá. Còn cái mảnh tướng này nhá, anh em đổi tầm 1.000 vé. Anh em đổi chắc là sẽ được một con tướng mình cần nhá. Nhưng mà đây là theo ý kiến của mình ấy. Anh em chịu thoạt một tí mảnh tướng đi. Anh em đợi cái shop giảm giá tầm ngày thứ 14 đến ngày thứ 20 ấy, thì nó sẽ bán nguyên hai con tướng đó nhá, là con tướng chính và con tướng phụ luôn nhá. Một con trị giá 12k kim vào nha anh em. Giờ mà anh em tích mà tầm 1.000 vé thì chắc là cũng tầm 20 ngày nhá. Thà anh em đợi đến cái shop bảo mua cho nhanh.
Còn shop bình thường thì anh em cứ mua mắc cái đá tinh luyện trang bị cho mình nhá. Đây mình được 117 vé rồi này. Anh em cố gắng nghiên cứu cái đua thú này được rất là ngon nhá. Đây là ngày đầu tiên nhá, mở 117 vé cũng rất ít người được nha anh em. Từ đầu là mình không có vé, là mình chỉ có đặt hai vé thôi nhá. Nhưng mà mình hên mình đặt ăn ngay đầu nhá. Ván sau mình thấy kèo ngon mình đặt luôn 5 vé, mình ăn sền đến rèn bây giờ luôn nhá. Bây giờ là mình có 117 vé nhá, rất là cao luôn. Nếu mà đến 8 giờ đến 10 giờ mà mình win được một trận chắc là mình sẽ mua 50 cái cục đá tẩy luyện trang bị nhá. Còn về cái tem à đâu? Còn về cái đây. Cái này thì anh em nào mà lạp mà có trang bị tím thì mình không cần mua nhá. Còn anh em nông dân không lạp thì mình cứ mua về cho con tướng chính đi map đầu ngày cũng rất là ok nha anh em. Đây còn ngày thứ hai là nó sẽ cho mình một con tướng nhan lương này. Quần là nhan lương này, con này chắc về để kích duyên thôi nha anh em. Nói chung cả bốn con này chắc là các nước cũng chỉ để kích duyên thôi này. Còn về tướng cơ bản ấy, quần ấy, theo mình là hai cái con búp này và hai cái con tướng 500 là con điêu tuyền và con giả hứ này và cái con vu cát nhá. Đây theo ý mình tem cơ bản như thế rất là ok nhá. Sau anh em mà lên 65 ấy, anh em dồn cái con vu cát hay là dồn cái con điêu thuyền cũng là rất là ok nhá. Đợi khi nào cái ác này lên 65 mình sẽ dồn cho anh em xem nhá. Mình sẽ dồn thử cả điêu thuyền cả cái con vu cát cho anh em xem nhá. Đâu để mình xem còn cái gì để nhắc nhở anh em nào. Đầu game khi anh em đi mắc map rồi phải không? Thì anh em còn dư rất là nhiều thể lực đan mà cũng không có cái tướng mình cần để mình quét ấy, thì anh em cứ quét sạch các tướng cam cho mình nhá. Cứ quét sạch các tướng cam cho mình. Nếu mà hết map tướng cam thì anh em có thể bỏ ra reset đây. Reset 10 kim bảo để mình thêm 10 lần quét nhá. Anh em cứ reset mấy cái map mà map 9 nhá. Map 9 thì nó sẽ có 10 lượt thì anh em cứ reset map 9 trước nhá. Anh em làm sao cho đủ lên level 32 là anh em sẽ có cái mở cái phó bản tiếng Anh rồi anh em đi nhá. Đây phó bản tiếng Anh mình vẫn đang đi giờ mà. Đợi làm xong video mình sẽ đi tiếp nhá. Đây mình vẫn còn 18 cục thể lực đan nữa nhá. Đây mình sẽ nói qua về ba cái tem còn lại nhá. Đây ba cái tem còn lại đầu game ấy. Ngụy chắc là đầu game mình chơi con Tào Tháo này này. Hào Đôn này. Và hai con búp và cái con Điền Vi nhá. Cái con Điền Vi này thì anh em lên map 37 hay 38 thì nó sẽ cho farm nhá. Nói chung là cái con tướng 750 này mỗi một lước là nó sẽ có một con farm rất là dễ nhá, là map 37 38 39 ở đấy mình cũng không nhớ nữa. Còn tục là anh em chơi cái con Lưu Bị này, Quan Vũ này, Má Siêu này. Và con Gia Cát Lượng bút máu nha anh em. Anh em đầu game cũng không cần lua con Man Tắc sớm đâu anh em. Chỉ có cái ok này sau mình nói sau nhá. Cái con Mã Tắc này sau nó có nhiều map quest lắm, anh em cũng không cần mua đầu game. Anh em mua mấy con chính thôi. Còn tem go là hai con búp máu này, à đâu, hai con búp là con búp máu và con búp lộ này. Đây là con Đại Kiều là con búp lộ nhá. Đây vào cái con Tôn Sách nha anh em.
Còn mấy con phụ thì anh em thích chơi con lục tốn cũng được, hay là cái con tôn quyền chủ tướng cũng được, hay là lục tốn hay là thái sử tử cũng được nha anh em. Nói chung là mấy con phụ này là cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là hai con búp máu và cái con tôn sách thôi. Còn tem quần ấy, đây cứ như chơi như mình cũng ok nhá. Chỉ thay cái slot Vukat vào cái con văn xú là ok nhá. Sau mà có tướng đỏ thì mình có thể thay cái con giả hử đấy nhá. Nông dân thì đầu game mình chơi cái con tả từ ok hơn nhá. Sau mà cái con nứa bố mà mình mà nuôi cao thì mình có thể thay cho cái con điêu thuyền cũng được. Đấy, mọi người cứ tham khảo nhá. Mình xin kết thúc video ở đây nhá.